Vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh, Hattrick, nhà sản xuất phụ kiện nội thất hàng đầu đến từ Đức, đã tổ chức lễ khai trương trung tâm trải nghiệm đầu tiên tại Việt Nam. Sự kiện có sự hiện diện của đại diện ban lãnh đạo tập đoàn Hattrick, đại diện Hattrick khu vực Đông Nam Á, cùng các khách mời là các đối tác và các cơ quan thông tấn báo chí. Tọa lạc tại số 307/2 Nguyễn Văn Trỗi, phường 1, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm trải nghiệm Hattrick là nơi trưng bày các dòng sản phẩm Hattrick được nhập khẩu hoàn toàn từ Đức với mục đích mang đến những giải pháp nội thất tuyệt vời cho không gian sống của khách hàng. Không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm, trung tâm trải nghiệm Hattrick đầu tiên tại Việt Nam còn là địa điểm tổ chức các buổi hội thảo, workshop nhằm tạo điều kiện giao lưu ý nghĩa giữa các nhà thiết kế nội thất, kiến trúc sư, nhà sản xuất và sinh viên. Điều này giúp tạo ra một hệ sinh thái, đó là nơi mà ý tưởng có thể được chia sẻ, sự đổi mới có thể được nuôi dưỡng và sự hợp tác có thể được phát triển. Được thành lập vào năm 1888 tại Đức, sau nhiều năm hình thành và phát triển, Hattrick được biết đến là một trong những nhà sản xuất phụ kiện nội thất lớn nhất và thành công nhất trên thế giới.